15. Thế nào chủ nhân, cảm giác thích chứ? Bây giờ tiểu ưu tử có thể lui xuống rồi chứ? Chẳng phải mẹ cô dặn cô phải chăm sóc tốt tôi sao? Tại sao hả? Nghĩ thế nào? Anh bị tàn tật hay là bị liệt? Không vui chứ gì? Được. Cô ơi! Cô ơi! Anh ngậm miệng mau! Làm gì vậy? Đưa tôi đi tắm. Cởi áo cho tôi. Cởi cái đầu anh. Đau. Cô đã nhẫn rồi đó hả? Cô đang làm gì vậy? Cô xả nhiều nước như vậy làm gì? Cô nghĩ chân tôi ngâm nước được sao? Cô bị điên rồi hả? Tắt giò đi. Cô cứ muốn giúp thì... Nào, giúp tôi đi. Bớt kem đánh răng cho tôi. Cầm lấy, mau. Lấy cốc nước ấm nữa. Rảnh thật. Mau lên. Bớt kem đánh răng tôi cũng lâu vậy. Có giúp đỡ cái gì, chỉ thêm dễ việc thôi. Đã được chưa vậy? Cô giúp nữa. Về đi. Thật hả? Tôi chịu đủ rồi. Về nhà đi. Tôi đi thật nhé. Mau lên. Không hồn hạ anh nữa đâu. Cảm ơn. Tạm biệt. Vừa nãy cô như vậy hả? Như vậy sao? Hóa ra nước này là để cô ngâm mình à? Cô vừa nhảy thế này nhỉ? Trượt chân hả? Hai người. Làm gì hả? Cô còn bật vòi nước sao? Bật đi. Làm gì đó? Em mặc trắng tối thế này giờ chị hết hồn thật đó. Trời ạ, em. Chị làm gì vậy? Chị đi vệ sinh chứ làm gì? Đi vệ sinh sao không bật đèn? Chị nhìn cái gì hả? Nhìn thấy chứ. Điện thoại đủ sáng rồi. Em nhìn đi. Không phải, trong phòng chị cũng có nhà vệ sinh mà. Chị biết. Đậu đậu đang ngủ, chị sợ làm nó tỉnh. Chị về phòng đây. Em ngủ sớm đi.
Lâm Việt Đạt. Lâm Việt Đạt. Lâm Việt Đạt. Sao vậy? Ngày mai anh phải bảo chị họ của anh ra khách sạn ở. Em trả tiền. Cứ tiếp tục sống thế này, các em không còn được cái mạng nữa. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Chủ tịch đích thân ra mặt kiểm tra hàng giả. Oai Phong còn tìm ra được địa chỉ xưởng sản xuất hàng giả đó. Vậy hả? Oai Phong như vậy sao còn phải ngồi xe lăn chứ? Việc lớn như vậy còn hỏi tôi? Tôi cũng khó mà tưởng tượng ra được. Và một đêm đen gió lớn, cô nam quả nữ còn có thể làm gì? Quả nữ. Đừng xem nữa. Quả nữ là ai vậy? Sao giờ cậu cũng thích hóng hớt vậy? Đó không phải là hóng hớt mà là quan tâm. Hơn nữa, trong quá trình các cậu điều tra hàng giả lần này, có một người đã giúp đỡ rất lớn. Ai vậy? Lục Mạn. Không thể nào, con người ấy chỉ mong giẫm đạp chủ tịch chúng ta dưới chân, rồi giẫm qua giẫm lại. Cậu xem, đây chính là thành kiến của giữa hai người. Tôi nói hai người biết, tôi biết. Con người Lục Mạn tính tình ẩm lương. Nhân việc điều tra hàng giả lần này, tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy đã nỗ lực điều tra như thế nào. Nên tôi nhìn thấy vẫn nên dành thời gian để mọi người có thể ngồi xuống bàn luận, nói chuyện, giải quyết hiểu lầm trước đó. Tôi đừng có lướt nữa. Lâm Thanh, tôi cũng đồng ý. Vừa hay để điều tra xong vụ hàng giả rồi, cậu tổ chức cho chúng ta mừng một bữa đi, được chứ? Thôi đi, quá khứ cứ để cho nó qua đi. Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, nhưng cậu không thể không nhân gì cả. Việc này không cần bàn luận, cứ quyết định vậy đi. Được rồi, cậu đưa tôi về nhà đi. Làm thêm vài dáng chứ, chơi thêm vài dáng đi. Dù sao cũng rảnh rỗi mà, vậy chơi thôi. Xin lỗi nhé sếp Hà, trả lại chỗ cho cậu. Được được, cậu đưa tôi về chứ. Tôi xin lỗi nhé, tôi không đẩy nổi. Đâu, cuối cùng cũng hết bụng rồi. Sao mình lại xinh đẹp vậy chứ? Xinh đẹp thế này, xinh đẹp quá đi. Các cậu ai nấy đều sa sút tinh thần như vậy. Dạ nhất, lạnh quá. Chúng ta đi tập bài nào, nóng người chút đi. Được đó, được đó, mình đi cùng nữa. Tự dưng không muốn đi nữa, lạnh chút cũng được. Ngọc U, sao không nghe lời vậy? Đến đã đến rồi, chúng ta đều chơi cùng nhau, đấu đá nhau làm gì chứ? Mình làm sai gì nào? Mình chọc ai chứ? Phải phải phải. Nhưng hai người cộng lại cũng gần 60 rồi đó, cần gì phải vậy? Cậu không cảm thấy mình gặp tràn thành ý muốn làm quà với cậu ấy sao? Tất nhiên là cảm nhận được. Cậu là ngoan nhất, ngoan hơn họ nhiều, cho nên cậu phải rộng lượng một chút. Thực ra việc này là như vậy. Gia Nhất. Alo, Mạn Mạn. Tô Phi, mình có mấy phiếu dùng thử phòng game, có muốn đi cùng không? Hai chúng ta cùng đi sao? Mình có 4 phiếu nè. Ý của cậu là 4 chúng ta cùng nhau đi sao? Nói chung cậu sắp xếp đi. Đừng nói với Gâu U là phiếu của mình. Mình hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Yên tâm, để mình lo. Tạm biệt. Tạm biệt.
Ngày mai là ngày tụ tập bạn thân, các chị em cùng nhau đi tập gym nhé. Cậu xem, cậu ấy là cô gái kiêu ngạo tí thôi, đang hối hận rồi đó. Năm chấp không, hay là chúng ta thêm một dáng. Thi thì thi, ai sợ ai. 9.0 nhé. Được. Chạy thế kia, mình cũng mệt thấy họ. Giống như lắp động cơ vậy. Tự làm khổ mình vậy. So đo với nhau làm gì không biết. Trẻ con mà, cà khịa nhau một trận, biết đâu là lập quà. Đúng là hai đứa nhóc mà. Cậu không chịu được nữa rồi sao? Cậu mới không chịu được đó. Mình thấy cậu mới không chịu được đó. Hay vậy đi, chúng ta đếm 2, 3, 1 cùng nhau dừng lại được chứ? Được, mình đếm đây. Nào, 3, 2, 1. Mình thắng rồi. Đồ trẻ con. Cậu ác quá đó. Nước uống còn đưa cho mình uống. Cậu thì cũng uống rồi đó thôi. Nghĩ là mình chắc giận rồi đó. Dở hơi. Đi đây. Cậu làm gì đó, không thi nữa à? Không đấu lại. Chị mà không đấu lại. Cậu nghĩ mình phải nói ra 3 triệu đó hả? Xin lỗi cậu, rắc rối thêm cho cậu rồi. Cậu đừng tức giận nữa. Hôm nay vận động cũng thoải mái đó. Đi thôi, qua tìm họ. Hai người khoác tay nhau qua đây kìa. Thế nào, hai cậu thắng hả? Cậu thắng rồi, được thôi. Kết quả chúng ta cần đây. Bốn chúng ta phải vui vẻ hòa hợp mới phải. Cậu đúng là người dạng rỗi đó, Tô đại tiểu thư. Cậu phải bận tâm gì hai đứa nhóc nữa. Mọi người đi theo mình, tập luyện thôi. Nơi này chính là phòng gym của chúng tôi. Tập bộ nơi này có rất nhiều thiết bị gym hoàn hảo. Trời ạ, à, đợi đã, chị Tô Phi. Chị Tô Phi, trùng hợp vậy, đúng thật đó. Phòng tập gym này mời em làm đại diện. Chúng ta cũng đâu thân thiết đến vậy, không cần gọi chị đâu. Chị Tô Phi, chị cũng ít hơn mẹ của em mấy tuổi thôi mà. Em gọi một tiếng chị là hợp lý. Chị Tô Phi, lẽ nào chị vẫn còn trách em sao? Em cũng đâu ngờ tiếp nhận công việc của chị lại phiền như vậy chứ. Vậy cô giỏi thật đó. Cô tiếp nhận thay tôi còn thấy phiền nữa. Phiền lắm đó. Em thấy à, em cả ngày đều là công việc. Chương trình chưa quay xong, quảng cáo đại ngôn cũng chưa quay xong. Còn nữa suốt ngày, các fan cứ đùa đủ theo em. Em thực sự sắp phiền đến chết rồi. Vậy được rồi, cô tiếp tục làm việc đi. Tóm lại ngoài mấy câu chửi bậy, tôi cũng không còn gì để nói với cô. Chị Tô Phi, chị đừng đi mà. Chúng ta lâu lắm mới gặp nhau, phải tâm sự một chút chứ. Tâm sự gì đây? Chị Tô Phi, mặt của chị sao nhiều vết thâm mụn vậy? Chị nhìn nè, ở đây nữa. Toàn là vết thâm thôi. Trời ơi, sao chị tàn tạ vậy? Nhưng cũng không sao. Em có chút tiếp thuốc thâm trị mụn nè, dùng tốt lắm. Mấy hôm nữa em có thời gian sẽ giới thiệu cho chị. Nhưng chị Tô Phi, lâu lắm rồi chị không làm việc gì, xem ra có vẻ nghỉ ngơi thật tốt đó. Béo lên cả một vòng rồi. Được rồi, chị nghỉ ngơi tiếp đi. Em đi làm việc đây. Hai người làm gì vậy? Trên mặt Tô Phi có nhiều vết mụn đến đâu, cũng đẹp cách xa.
Gương mặt khó ưa của cô. Tôi, cô Hoàng đúng chứ? Lần trước cô đến bệnh viện xin lỗi Tô Phi và chúng tôi, và cả những thứ chớ dẫn cô tung trên mạng kia, tôi đều có bằng chứng và video đó. Nếu cô không muốn tung nó lên mạng, cậu muốn sống trong cái ngành này thì đừng lượn lờ trước mặt chúng tôi nữa. Cậu đều quay phim, qua đây. Mau, chúng ta phỏng vấn cô Hoàng đây nào. Cô Hoàng, tôi ngưỡng mộ cô lắm đó. Sao da mặt của cô chăm sóc thế nào mà mặt dày như vậy chứ? Đừng quay nữa, xóa hết đi. Trưởng Nghĩa, ngầu lắm, quá đẹp. Tự dưng thấy vừa nãy hình như mình thể hiện chưa tốt lắm. Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm đó. Được rồi, giỏi lắm. Lấy tiền lực kèo đó. Tấn công thẳng mặt luôn. Đại tiểu thư của tôi, cuối cùng cô cũng đến nơi. Anh đang chờ tôi sao? Tất nhiên rồi. Đừng, anh sống tốt là được rồi. Trông anh cũng ổn đó, ngày càng phúc hậu. Tưởng lúc này anh phải chạy theo Hoàng Sở Sở chứ. Không có, không có. Cô ta là cấp trên nhét cho tôi thôi. Tôi đâu có làm gì được. Không sao, không quan trọng. Tôi đến để ủy hợp đồng cho anh. Sau này, bữa trà chiều của Tô Phi thuộc về tôi. Đi tìm tiền của anh thuộc về anh. Đừng vậy chứ. Hơn nữa, bữa trà chiều của Tô Phi nổi tiếng như vậy, cũng cho tôi mát mặt. Cô hãy về làm tiếp đi. Mặt của tôi quý lắm, anh không cầu được đâu. Lão Tần, không phải tôi thay đổi, là do các người không biết trân trọng sự tốt bụng của tôi. Tôi trân trọng chứ. Chỉ cần cô trở về tiếp tục chương trình này, tất cả tài nguyên sau này đều cho cô hết. Được chứ? Không cần, tôi tự kiếm tài nguyên. Không cần việc anh đâu. Tôi đến lấy đồ để đi thôi. Không phải chứ? Cô cân nhắc thêm đi mà. Dì hai, bắt đầu từ hôm nay, dì hai tôi sẽ sử dụng một góc của quán cà phê này làm văn phòng của tôi. Tân bữa trà chiều của Tô Phi bắt đầu trở lại. Ý của cậu thế nào? Nhiệt liệt hoan nghênh. Ngay người gì vậy? Gói đi chứ. Đậu Nhi, để đây đi. Con biết rồi. Dài nhất, vậy rồi hả? Tối nay chúng ta ăn hoành thánh nhé. Sao vậy, em ấy không thích ăn hoành thánh sao? Không đâu, chắc cô ấy mệt rồi. Em đi xem sao. Trời ạ, cưới một tổ tông về nhà sao? Đậu Nhi, sau này kết hôn không được sợ vợ nhé. Dài nhất, em nghe anh giải thích đi. Giải thích gì? Không phải em để chị gái chúng ta dẫn theo đứa nhỏ ở khách sạn không hợp lý thực mà. Chúng ta cố gắng thêm vài ngày được không? Lâm Diệt Đạt, anh nhìn cho rõ tình hình đi. Đây là nhà của tôi. Được rồi, giờ đến nhà của mình tôi cũng không ở được nữa. Anh đừng động vào tôi. Anh cho tôi thời gian đi. Đến khi nào nhà của tôi trở về với cụ, chúng ta nói tiếp chuyện chia tay. Chia tay? Sao chúng ta phải chia tay chứ? Chúng ta vốn dĩ đang trong thời gian sống thử. Sống thử chính là để xem chúng ta có hợp nhau hay không. Chúng ta đã không hợp nhau thì chia tay thôi. Được được, chúng ta không nói đến việc chia tay vội được không? Vậy thì giờ em cho anh chút thể diện được không? Tôi còn chưa cho anh thể diện sao? Vừa rồi tôi cho anh thể diện lắm đó. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Việc anh đã đồng ý với tôi rồi, nhưng anh thực sự không làm được. Vậy thì do anh nuốt lời. Được, anh đừng tức giận nữa. Đợi qua khoảng thời gian này, em muốn anh thế nào cũng được. Việc tôi bảo anh làm, anh đã làm được chưa?
Tôi cho anh thời gian 3 ngày khôi phục như cũ nhà của tôi. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện của mình sao? Dạ nhất, em đừng đi được không? Chị họ vẫn ở bên ngoài mà. Dạ nhất, đi đâu vậy? Chuyện là Gia Nhất đang có chút gì, cần đi công tác gấp. Công tác tốt đó. Chú ý an toàn nhé. Em cứ yên tâm gì trong nhà, chị ở đây Đạt sẽ không đói bụng đâu. Làm gì vậy chứ? Cãi nhau với cô thì cau mày cau mặt với tôi à? Tôi đâu có làm gì sai. Đậu Di, sau này tìm vợ đừng tìm người hay cáo gắt nhé. Gia Nhất, Gia Nhất, chị không có ý đó đâu. Em đi đâu vậy? Ra ngoài. Gia Nhất, em đừng đi mà. Chào cô, vì cô đợi lâu rồi, thẻ phòng của cô đây. Lão Hà nè, tôi đúng là lo thừa rồi. Tôi còn tưởng cậu đang sống trong dòng sôi lửa bỏng chứ. Ai ngờ được chỗ cậu đây chuẩn bị cũng đầy đủ ra trò. Một ngày 3 bữa, đúng giờ có người đút cơm cho. Cậu nhìn bên kia đi, cái gì sẵn: sữa chua, hoa quả, hoạch đào, lạc, hạt dưa, rồi cả cháo bát bảo. Người bạn láng giềng Trung Quốc chăm sóc cậu tận chân tơ kẻ tóc nhỉ? Sao tôi lại không có số tốt như vậy chứ? Cậu đó, hạnh phúc ở ngay trước vách mà không biết giữ lấy cô ấy. Tôi thấy nhà cô ấy rất tốt với cậu. Cậu còn đang cân nhắc gì vậy? Nói đúng theo tôi biết, nếu một người khỏe mạnh, rảnh rỗi ngồi xe lăn thì khả năng nửa đời sau sẽ tàn tật đó. Không, đã ngồi đâu, thử thôi. Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Đi đi. Không cần rủ tôi, cậu đi đi. Không tiện hả? Tôi đỡ cậu đi. Cẩn thận, từ từ, nào nào. Trọng tâm. Thời khắc quan trọng, vẫn phải nhờ anh em, đúng không? Nào, từ từ, cẩn thận. Tôi đang cẩn thận lắm đây. Tôi vẫn chưa quắn nó. Đứng đi, quấn cái đó trước. Phải cố định lại. Vậy cậu ngồi xuống trước đã, tôi quấn cho cậu. Không, cậu, để tôi ngồi xuống trước đã. Tôi có biết làm đâu. Học thôi. Là chân nào vậy? Xong ngay. Cẩn thận. Đau đau. Đừng làm vậy, cậu bóp ở đâu vậy? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi sao bóp cho cậu, tôi sao bóp cho cậu. Bóp ở đâu vậy hả? Xin lỗi thật mà, tôi lần đầu làm. Thời tiết đẹp đó. Tình hình công ty mấy hôm nay thế nào? Coi như ổn định, nhưng việc hàng giả kia ít nhiều cũng tổn thất danh tiếng. Nhưng duy nhất cũng đang giải quyết quan hệ của công chúng rồi, cho nên cũng không có vấn đề gì lớn, có thể giải quyết được. Cậu đừng có lo lắng nữa, cứ dưỡng thương cho tốt là được. Vậy đi, ngày mai cậu đến nhà tôi.
đưa tôi đến công ty. Tôi tháo cái này ra luôn. Không sao đâu, ngày mai tôi đi làm được rồi. Cậu nghĩ gì vậy hả? Tôi không dám đâu. Cậu nghỉ ngơi thêm mấy hôm đi. Không vấn đề gì đâu. Mấy ngày nay cậu không ở công ty, nhân viên cũng không thấy quá căng thẳng. Tôi tự làm quyết định để con rể của hàng xóm Trung Quốc để lại hậu di chứng gì. Thì khéo ba mẹ vợ cậu đến tìm tôi đó. Tôi đi rồi hả? Thế nào đây hả? Quản lý Ngô, cô về rồi à? Quản lý Ngô. Được khoái hả? Đến thăm lão Hà nhà anh à? Thời tiết đẹp thế này mà, đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo. Vậy anh nên đưa thêm vài dòng nữa. Tốt nhất tìm một người để chuyên chăm sóc anh ta. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi tôi còn nhắc đến, còn bị lão Hà nói cho một trận. Cậu ấy đã quen được gia đình cô chăm sóc tận chân tơ kẻ tóc rồi, nên anh ta không muốn người khác, chỉ muốn gia đình cô thôi. Cái gì? Tôi thực sự vô cùng cảm kích gia đình cô. Lão Hà nhà tôi thiết chính là sự quan tâm và sự ấm áp của gia đình. Cho nên lần này nhờ cô, xem cô vừa mới đến là cậu ấy đã đuổi tôi đi rồi. Cô đến đúng lúc quá. Lão Hà giao cho cô nhé. Tôi đi trước đây. Lão Hà, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Không phải, cô quay lại đây. Cậu đứng lại cho tôi. Cậu quay lại đây. Cái gì? Anh. Cô nghĩ gì vậy hả? Cô đưa tôi đến đây làm gì? Để anh lún sâu trong bụt lầy, không thể thoát khỏi. Hưởng thụ thoải mái đi. Không sao, không sao. Được khoái nói gì với cô rồi? Anh ta nói anh không được lòng mọi người. Không được lòng người thật mà. Đi đâu cũng không được người ta ưa. Mẹ cô ưa tôi đó. Đó là vì mắt mẹ của tôi. Anh còn không biết gượng nhắc đến mẹ tôi. Chính là vì anh. Đứa con yêu quý như tôi đây mới biến thành cô bé lọ lem. Anh biết vì sao cái chân què kia của anh, cái chân bị gãy đó mà tôi không được ăn một bữa ngon nào. Vì vậy cũng coi như là thôi đi. Tôi còn suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi xin anh đó tha cho tôi được không? Cô tưởng tôi thích chắc. Tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi. Nếu cả hai bên đều khó chịu như vậy, thì chúng ta ai đi đường nấy thôi. Từ bây giờ nhà của chúng tôi không còn bất cứ quan hệ gì, nhiệm vụ gì với anh nữa. Dừng tại đây, ok? Mưa rồi, quá đẹp. Trúng mưa thôi. Đi sao? Còn tôi? Gửi đâu rồi? Cục trốn giỏi đó. Ngô U, con lại gây ra chuyện hả? Không. Cũng không hả? Mẹ hỏi con, có phải con đẩy Tiểu Hà ra ngoài không? Có phải con khiến nó ưu tình như vậy không? Con làm gì có liên quan gì đến con? Lại không liên quan đến con. Đang yên đang lành lại bị dính mưa như vậy à? Con cũng bị dính mưa thành như vậy đây. Mẹ không thể quan tâm con à? Còn lấy khăn đánh con. Đáng đời con, tự làm tự chịu, có biết chưa? Tiểu Hà không sao thì tốt. Lỡ nó bị cảm, bị làm sao thì con phải chăm sóc nó. Vì sao chứ? Vì nó là con rể mà mẹ chọn. Linh Linh à, tìm thấy thuốc cảm cúm rồi. Vừa nãy bà đã xem kỹ lắm rồi. Ngày tháng đúng cả. Vậy thì vấn đề nằm ở đây. Ai mang cho Tiểu Hà? Đây không phải là vấn đề. Ngô U, con đi đưa. Thuốc cảm cúm. Cảm ơn. Cô, thuốc cao tu lê. Cô xong, ca cao gừng.
Nóng nóng, nóng nóng. Nóng nóng nóng. Nóng nóng nóng. Cậu cố tình hả? Anh cố tình đúng không? Dinh ít mưa đã bị cảm cúm rồi. Tôi bị ướt còn lâu hơn anh. Sao tôi không sao chứ? Trách tôi hả? Trách tôi. Trách tôi đen đuổi. Anh mau ăn đi, uống đi. Uống xong tôi còn về. Tôi không ăn. Cô đi đi. Còn ra vẻ hả? Cần tôi đút cho anh sao? Việc này có thể cân nhắc. Cô không đi hả? Phải mang bát về cho mẹ tôi. Tùy cô. Nhớ đóng cửa. Tiểu Hà, Tiểu Hà. Có tôi. Đóng cửa sổ. Rõ. Ngủ ngon. Tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh. Cô đơn như vậy sao? Tiểu Hà, Tiểu Hà. Cháu phải ăn lúc còn nóng. Nguội rồi thì... Không biết đắp chân nữa hả? Tiểu Hà, Tiểu Hà. 3 giờ đêm, gọi anh ta dậy uống thuốc. Biết rồi. Chủ nhân, 3 giờ rồi. Người nên uống thuốc. Chủ nhân, 3 giờ rồi. Ngài nên uống thuốc thôi. Chủ nhân, 3 giờ rồi. Ngài nên uống thuốc thôi. Chủ nhân, 3 giờ rồi. Ngài nên uống thuốc thôi. Chủ nhân, 3 giờ rồi. Ngài nên uống thuốc thôi. Ngô U. Tôi hận cô. Cậu làm vậy tôi sẽ thấy khó xử. Khỏi thật rồi hả? Cậu ta khỏi lâu rồi. Nếu không phải tôi ép cậu ta đi điều tra lại, xác nhận không có việc gì, thì giờ cậu ta đang còn được người ta hầu hạ như hoàng đế vậy. Vậy thì cậu đừng nói chuyện bao đồng rồi. Tôi mà là cậu thì cứ để cậu ta làm hoàng đế cho tất cả mọi người hầu hạ cậu ta. Cậu tốt sao? Sao tôi không nghĩ đến chứ? Là do tôi không giỏi kết bạn. Không đến mức vậy chứ. Lâm Thanh, Lục Mạng. Về thích với cậu sao? Lục Mạng, đã đến rồi, ngồi xuống đi. Họ Lâm kia, anh gọi điện nói có chuyện cần gặp tôi. Hóa ra để lừa tôi. Gặp người này sao? Chẳng phải cô luôn muốn nói rõ việc của mình sao? Tại sao không nhân cơ hội này trực tiếp nói rõ ràng? Không cần thiết. Lục Mạng. Sao vậy? Em sợ gặp anh đến vậy sao? Chuyện gì vậy? Cậu gọi đến à? Anh nghe nói rồi. Em đã giúp anh tìm kiếm chứng cứ của vụ mặt nạ giả. Cảm ơn em. Nhưng có phải vẫn còn những việc khác em cần nói rõ cho anh? Hay cần phải giải thích không? Tôi không nợ anh. Vậy sao? Đúng.
Em không nợ anh. Cậu muốn làm gì? Nói gì vậy? Báo cáo chất lượng mặt nạ là do tôi đăng lên mạng. Là một mình tôi làm, không liên quan đến người khác. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi. Tôi biết trong lòng anh đang tức giận. Anh hận tôi. Tôi cũng hận anh mà. Hơn nữa tôi nói cho anh biết, Hạ Tây Á, anh không có tư cách hận tôi. Tôi không có tư cách. Hạ Tây Á, tôi vẫn luôn có việc này không thể hiểu nổi. Trước đây anh yêu chị tôi như vậy, anh không hề giả vờ đúng không? Chắc anh không thể nào làm việc tổn thương chị ấy. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Anh hãy nói cho tôi biết được không? Em không cần thiết phải biết. Anh không muốn nói. Thế nào là tôi không cần phải biết? Đó là chị gái ruột của tôi. Tôi nhất định phải biết. Anh nói tôi biết đi. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Có phải bây giờ em đang cảm thấy đầu óc quay cuồng không? Không có. Đưa quay về đi. Cậu ấy uống say rồi. Hạ Tây Á, tôi đã uống rồi. Chuyện của nhã mạng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Chuyện của chị gái tôi, tại sao anh không thể nói cho tôi biết chứ? Anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Thật lòng chấp nhận. Anh uống say rồi. Nhìn anh chẳng giống uống say chút nào. Anh không được đi. Không được đi. Bỏ tôi ra. Lục Mạng, Hạ Tây Á, Lục Mạng. Có những chuyện đã qua thì hãy cho qua đi. Đừng trăn trở mãi nữa. Tha cho người khác cũng là tha cho bản thân mình. Ý anh là sao hả? Làm Thanh, anh ta có gì vậy? Hôm nay là lỗi của tôi. Tôi không nên sắp xếp như vậy. Lo chuyện bao đồng đúng chứ? Phải. Xin lỗi. Tôi đưa cô về trước. Tôi không về nhà. Tôi không về nhà. Tôi không về nhà. Chị của tôi không ở căn nhà ấy nữa. Tôi không muốn quay về. Không, không. Không về nhà. Hạ Tây Á. 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 Cho anh nè. Biểu cảm gì vậy? Nhìn thấy tôi buồn nôn vậy sao? Rượu thì miễn. Việc gì vậy? Chúc mừng chân anh khỏi rồi. Từ nay tôi không làm đô bọc cho anh nữa. Chúng ta không ai nợ ai. Cạn ly.